nhìn thấy bộ xương đó liền có dự cảm chẳng lành. Giờ lại nghe giọng nặng nề của Liễu Trần trưởng lão, chỉ biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Đoạn hỏi Liễu Trần trưởng lão, Bồ Tát nhắm mắt là gì? Liễu Trần trưởng lão nói, trăng có 72 lần phá, hôm nay lại gặp đúng ngày đại phá, ắt lắm sự hung. Tương truyền vào những ngày này, dương khí trên mặt đất suy yếu, sao thái âm rọi chiếu, rất dễ xảy ra những chuyện quái gở. Làm nghề đổ đấu ai dám nhập mộ mỏ minh khí vào những lúc thế này. Lão nạp ban đầu cho rằng ngôi mộ này là mộ vô chủ, ai ngờ bên trong lại có bộ xương người. Hơn nữa là có pho tượng Phật đen nghìn tay nghìn mắt cạnh bộ xương trắng. Tượng này không phải vật thường. Trong hầm mộ mà có tà ma ẩn náu thì móng lửa đen vào gạo nếp của chúng ta đêm nay cũng không có tác dụng, mau rút thôi. Gà Gô tuy không cam lòng nhưng cũng biết phân biệt tốt xấu, lập tức chẳng nói gì thêm, vội cùng Liễu Trần trưởng lão và cha cố Thô Mát quay người chạy ra theo lối địa đạo phía dưới cánh cửa ngọc. Ba người rút lui, người sau cùng lại thành người dẫn đầu. Cha cố người Mỹ giờ đi tiên phong, thấy hai người Trung Quốc định quay trở ra như bắt được vàng, lập tức tiến đến cửa đường hầm thắp sáng một ngọn nến mà Gà Gô đưa cho ông ta lúc trước, định chui vào bên trong. Liễu Trần trưởng lão đi thứ hai bỗng hét lớn, ấy chớ, cùng lúc đưa tay túm lấy cổ áo lão cha Thomas kéo ngược lại. Chỉ thấy từ trong đường hầm bỗng phun ra một màn đen khói đậm đặc. Nếu động tác của Liễu Trần trưởng lão chỉ hơi chậm hơn một chút, chắc chắn cha Thomas sẽ chạm phải làn khói đen đó. Chỉ cần chậm một bước, rất có thể vị cha cố có đức tin kiến thành kia đã đi gặp thượng đế của ông ta rồi. Gà Gô và Liễu Trần trưởng lão đều biết đây là khói độc thường được bố trí trong các cổ mộ. Lối ra duy nhất thông thường đều có bố trí các kiểu cạm bẫy hung hiểm như vậy cả. Không biết trong ba người ai đã chạm phải chốt lẫy làm kích hoạt hệ thống khói độc này. Cũng may nhờ có Liễu Trần trưởng lão, mặc dù tuổi cao nhưng kinh nghiệm dày dặn mới cứu được mạng sống của cha Thổ Mát. Loại khói độc màu đen này rất có thể là khí trưng cất từ nọc độc của loài trùng nghìn chân, vừa đậm đặc lại không dễ tan, giống như một thứ dịch thể màu đen cô đặc. Khói đen thoát ra trong địa đạo mỗi lúc một nhiều hơn. Ba người đều đã uống thuốc ngừa độc, bí dược của phái Mô Kim đa phần dùng để đối phó với loại khí độc thoát ra từ xác chết bị phân hủy. Còn đối với loại khói độc đậm đặc như thế này, thuốc có tác dụng gì hay không thì không ai biết hết cả. Nhìn thấy đám khói đen phun ra ồ ạt, ba người không dám kinh suất, đành lui về phía góc có bộ xương trắng. Nhưng ở đây vốn không có gì che chắn, chỉ lui có vài bước đã đến chân tượng. Làm sao mới nghĩ được cách ngăn làn khí độc hại này lại, không để nó tiếp tục lan vào bên trong. Không còn đường rút lui không phải là mối lo của Gà Gô và Liễu Trần trưởng lão. Bên mình đã có Sẻng Tuyền Phong, cùng lắm thì đào một đường hầm khác trở ra. Nhưng nếu không ngăn được luồng khí độc hại thì chỉ trong một giây lát thôi mọi người sẽ bỏ mạng. Cả tài năng cơ trí đầy mình như Gà Gô hay kinh nghiệm dày dặn như Liễu Trần trưởng lão cũng đành phải bó tay chịu thua. Nếu đây chỉ là khí độc bình thường thì cũng có thể dựa vào sức thuốc của Hồng Liêm Diệu Lục Hoàn đến thở chạy xuyên qua là thoát thân. Nhưng điều đáng ngại là nồng độ đậm đặc của làn khói đen này đã đạt đến mức cùng cực hiếm thấy. Từ lúc đặt chân vào trong địa đạo, mọi người đều đã hết sức cẩn thận không để xảy ra việc cạm bẫy bị kích hoạt. Không ai hiểu nổi làn khói đen ấy rốt cuộc từ đâu bay ra. Phía sau là vách tường của hầm mộ, ba người áp lưng vào vách đá lạnh ngắt. Lúc này thì dù bản lĩnh cao cường đến mấy cũng không còn đường thoát nữa. Ba người chỉ còn cách gương mắt lên nhìn cuộn khói đen đặc từ từ lan đến. Cha Thomas nhìn làn khói độc, mặt cắt không còn hột máu, nhật thời quên cả cầu xin thượng đế phù hộ. Gà Cô thấy vậy liền huých nhẹ vào vai vị cha cố hỏi, này ông sư Tây, trong nước sôi lửa bỏng thế này sao không thấy chúa của ông đến cứu nhỉ? Cha Thomas đến lúc này mới sực nhớ ra mình là linh mục. Ông ta gắng trấn tĩnh nói, thượng đế toàn năng có lẽ đang bận những công việc khác,
không để ý đến chúng ta. Nhưng ta tin chắc rằng sau khi chết ta sẽ được lên thiên đàng. Sự sống không quan trọng, quan trọng là sau khi chết có thể lên thiên đàng. Tin vào Thượng Đế sẽ có được sự sống vĩnh hằng. Gà Gô cười nhạt. Thì ra là Thượng Đế nhà ông bận bịu đến vậy. Tôi thấy nếu ông ta bận quá, chứng tỏ ông ta không đáng nổi chức vụ của mình. Như vậy chi bằng để một con khỉ lên làm Thượng Đế cho rồi. Bọn khỉ chúng nó liều tinh lực lắm. Cha Thomas thấy Gà Gô nói đấng tối cao của mình không bằng loài khỉ thì phẫn nộ vô cùng, đang định mở miệng phản bác thì lại nghe Gà Gô nói tiếp. Ông Sư Tây, nếu như giờ ông chịu quy phục cửa Phật, không tin vào Thượng Đế khỉ gió của ông nữa, tôi sẽ có cách giúp ông thoát chết. Còn nếu ông không đồng ý, nhiều nhất một phút nữa đám khói độc kia sẽ lan đến đây, trừ phi cơ thể ông không phải bằng xương bằng thịt. Bằng không chỉ độ một phút thôi, ông sẽ bị hôn cho đến khi thất khiếu xuất huyết rồi chết đấy. Cha Thomas nói. Lúc này cái chết đang cận kề mà anh vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy, tôi xin bày tỏ lòng kính phục. Song lẽ cũng xin anh hãy tôn trọng đức tin của tôi. Có điều tin vào Bồ Tát của anh có thể sống sót quay về được thật hay sao? Anh không lừa tôi chứ? Liệu Trần trưởng lão cũng đã phát hiện ra điểm mấu chốt của đám khói ấy, nghe ẩn ý trong lời Gà Gô, đoán chắc có lẽ anh cũng nghĩ được cách thoát thân rồi. Liệu Trần trưởng lão thấy trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà Gà Gô vẫn còn tâm trí trêu ghẹo vị linh mục người Mỹ, bật ra trong lòng thầm nể phục sự gan dạ của anh chàng này. Thì ra khi thấy đám khói độc đã hoàn toàn bao phủ không gian phía trước, Gà Gô áp sát thân mình vào bức tường đá phía sau theo phản ứng, bỗng cảm thấy sau lưng mát rượi, dường như va phải vật gì đó, bèn ngoái đầu lại xem, hóa ra là một chân đèn gắn lên tường. Vị trí này có lẽ là nơi treo đèn Trường Minh phía trước quan quách, nhưng lăng mộ này không có quan quách, chỉ có một bát đèn rỗng gắn lên vách tường. Con mắt nhà nghề của Gà Gô và Liễu Trần trưởng lão nhìn một cái đã thấy ngay vị thế bát đèn có vấn đề. Theo lẽ thường, đèn Trường Minh phải được gắn ở độ cao 3 thước 3 tấc 3, nhưng đèn ở đây rõ ràng là thấp hơn một chút, tức là thấp hơn nửa tấc. Chân đèn hơi chúc xuống, chắc chắn là chốt mở cửa ngầm. Chỉ cần đẩy chân đèn lên, toàn bộ bức tường phía sau sẽ lật ngược lại, mở ra mật thất ẩn phía trong. Mật thất thường được gọi là phòng phép, dùng làm nơi cất giấu những đồ tùy táng quan trọng nhất. Dù cho ngôi mộ có bị trộm vào càn quét, thì những minh khí bên trong mật thất cũng không dễ bị phát hiện ra. Gà Gô là kẻ to gan tày trời, giữa lúc nước sôi lửa bỏng vẫn còn đe dọa cha Cố Tây. Thấy ông thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu từ bỏ đức tin vào Chúa để quy phục cửa Phật, đâm ra cũng khâm phục lòng kiến thành ấy. Bất giác cũng cảm thấy mình có phần quá đáng. Đám khói đen ấy mỗi ngày một dày đặc hơn, Gà Gô không dám chần chừ nhiều, bèn giơ tay nắm lấy đèn Trường Minh, đẩy mạnh lên trên. Đèn Trường Minh gắn trên tường quả nhiên chuyển động, bên tai chỉ nghe thấy tiếng rầm rình. Bức tường đá sau lưng từ từ quay ngược lại, bụi bặm trên vách đá bay xuống như mưa. Ba mái đầu bên dưới thoáng chốc đã bám đầy cát bụi. Phía sau bức tường là một căn phòng ghép cao rộng chừng 2 trượng. Khi bức tường có gắn chốt lẫy xoay chuyển, liền mang theo cả bức tượng Phật đen nghìn tay nghìn mắt và bộ người xương ngả về phía tường vào bên trong. Phòng phép không có nhiều ngọc ngà châu báu như bộ thất, mà chỉ có một chiếc hòm khóa kín. Gà Gô không buồn xem cho kỹ càng, đã bậy ngay mấy viên gạch dưới nền đất lên, xúc đất phía dưới vun vào kẽ hở dưới bức tường di động, đề phòng khói độc len lỏi vào trong. Và lại cũng nhận thấy nền đất trong phòng ghép tương đối mềm, đào đường hầm thoát ra bên ngoài có lẽ cũng chỉ mất một canh giờ. Không khí duy trì nguồn sống trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy chắc không thành vấn đề gì. Liệu Trần trưởng lão đã đổ đấu cả một đời người, với ông một mộ thất chật hẹp như thế này chẳng có gì. Khi thấy Gà Gô luôn tay luôn chân không ngừng dùng xẻng tuyển phong đào đường hầm ngược trở ra, liền ngồi xuống xếp bằng tĩnh tâm, tay lần chẳng hạt. Cha Thomas thấy cả Gà Gô lẫn Liệu Trần trưởng lão ai vào việc đấy, không ai nói năng câu nào, bèn cất tiếng hỏi Liễu Trần trưởng lão. Ngài có phát hiện được điều gì không?
Bên trong đám khói đen ngoài kia hình như có vật gì đó, tôi thấy có vẻ không giống khí độc lắm. Liễu Trần trưởng lão nhắm mắt lặng thinh, một lúc sau mới từ từ mở ra, nhìn Ninh Mục Thomas nói: "Sao kia, ngài cũng đã thấy ư?" Cha Thomas gật đầu: "Ngay lúc tôi bị cánh cửa xoáy hất vào trong, khoảng cách giữa tôi và đám khói đó rất gần. Giữa đám khói hình như có một bóng người, trông rất giống pho tượng Phật. Vậy rốt cuộc là..." Ngay lúc tôi bị cánh cửa xoáy hất vào trong, khoảng cách giữa tôi và đám khói rất gần. Giữa đám khói hình như có một bóng người, trông rất giống pho tượng Phật. Vậy rốt cuộc là..." Gà cô đang vùi đầu đào hầm. Liêu Trần trưởng lão và vị linh mục đang nói chuyện, tò mò ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc cánh cửa xoay vào bên trong phòng phép, anh cũng nhìn thấy hình thù kỳ quặc đó trong làn khói đen. Liễu Trần trưởng lão ngẫm nghĩ một hồi, đoạn chỉ tay về phía pho tượng Phật đen nghìn tay nói: "Tương truyền Phật đen là một vị tà thần mà người cổ nhữ khiếp cung phụng, nắm quyền thao túng bóng đêm. Tà giáo thờ Phật đen dưới thời Đường đã bị quan phụ càn quét, không ngờ trong cung đình Tây Hạ lại cất giấu một pho tượng Phật đen. Nguyên liệu tạo ra pho tượng Phật đen này rất có thể là ngọc giữa của nước Ba Tư cổ. Tương truyền ngọc giữa là một loại quái thạch hiếm có, tuy được gọi là ngọc nhưng không hẳn là ngọc. Bất kể là người hay vật, một khi chạm vào nó thì chỉ trong một giây lát toàn bộ da thịt nội tạng sẽ tan thành nước, chỉ trơ lại bộ xương mà thôi. Vong linh người chết cũng sẽ nhập vào tượng Phật đen, và âm hồn sẽ không được siêu thoát." Gà gô nhìn bộ xương người trắng ẩn, quay sang nói với Liễu Trần trưởng lão: "Xem ra bộ xương này sinh thời là một thị vệ trung thành, tự nguyện ở lại hàng chứa báu, chạm vào tượng Phật đen quyên sinh, để rồi mãi mãi trấn giữ báu vật trong hang động. Đám khói đen đặc bất ngờ bay ra mà ba người chúng ta gặp phải, có lẽ không phải khí độc mà là..." Chưa nói hết câu, mọi người đã đều hiểu ý. Liễu Trần trưởng lão nhắc nhở gà gô và linh mục Thomas phải hết sức cẩn trọng, không để da thịt tiếp xúc với tượng Phật đen, đồng thời nhanh chóng đào đường hầm thoát ra. Nếu quả thật nơi đây có tà ma tác quái, căn phòng ghép bé xíu này khó mà có thể ngăn trở được. Liễu Trần trưởng lão nhớ ra trong bộ xương người còn nắm một chùm chìa khóa, liền thuận tay gỡ lấy. Trong phòng có một chiếc hòm, không chừng Mộc Trần Châu được cất giấu trong đó. Chùm chìa khóa này có khi lại có một chiếc dùng để mở chiếc hòm kia, chỉ bằng cứ thử mở xem sao. Liễu Trần trưởng lão thắp một cây nến, trong khi căn phòng ghép này cũng không cần phải tìm góc đông nam để làm gì, chỉ cần có chút ánh sáng là đủ rồi. Liễu Trần trưởng lão cầm chùm chìa khóa thử mở, quả nhiên có một chiếc chìa mở được chiếc hòm. Đường hầm gà gô đào đã được hơn một trượng. Khi chui ra đổ đấu thì đúng lúc Liễu Trần trưởng lão mở nắp chiếc hòm, vì tò mò muốn biết bên trong liệu có cất Mộc Trần Châu hay không, bèn đặt sẻn binh tuyển phong xuống, rồi cùng Liễu Trần trưởng lão mở nắp hòm. Nhưng trong hòm chỉ có một miếng mai rùa khắc đầy những văn tự kỳ lạ. Gà gô vốn tràn trề hy vọng, tuy cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn không giấu nổi nỗi thất vọng. Giống như bị hắt một xô nước lạnh vào người giữa trưa hè nóng nực, từ đầu đến chân đều lạnh buốt, đứng như trời trồng, cổ họng ngọt ngọt, ngay sau đó học ra một búng máu tươi phun đầy lên tấm mai rùa. Liễu Trần trưởng lão thất kinh, vốn rõ tính cách gà gô hay nôn nóng, tự mua việc, những người càng như vậy lại càng hay cố chấp đeo đuổi, tâm tính lên xuống quá thất thường, dễ bị thổ huyết. Lò gà gô ngất xỉu ở đây, liền vội cùng cha Thomas đỡ lấy anh ta. Cùng lúc đó, Liễu Trần trưởng lão chợt nhận ra, nhìn con mắt của bức tượng Phật đèn sát chân tường, không biết từ lúc nào đã mở ra chừng chừng. Ở trong bóng tối lạnh lùng, theo dõi ba kẻ trộm mộ cả gan xâm phạm hàng chứa báu, ánh nhìn tỏa ra sự độc ác cay nghiệt. Mời các bạn nghe tiếp
Chương thứ 28, Trùng Ngọc. Nói là tượng Phật đen nghìn mắt nghìn tay, nhưng thực ra cũng chỉ là tên gọi, chứ thực ra không phải là bức tượng có 1000 cánh tay, 1000 con mắt thật. Tượng Phật đen ngọc giữa có chiều cao tương đương với người thường, sau lưng có mấy chục cánh tay, hoặc cầm các loại pháp khí có hình dáng khác nhau, hoặc các ngón tay đang trong tư thế bắt quyết. Toàn thân bức tượng có khoảng hơn 100 con mắt, vốn luôn trong trạng thái nhắm nghiền, đến lúc này đột nhiên mở trừng ra. Những con mắt không có con ngươi, dường như được bàn cho sự sống, không ngừng ngọ quậy. Cha Thomas bị hàng trăm con mắt trông như những con giòi lúc nhúc trên thân bức tượng, làm cho chân tay bùn rùn, phạt hãi phát hùng, vội hỏi Liễu Trần trưởng lão: Đây là thứ gì vậy hả ngài? Những con mắt này mở ra từ lúc nào vậy? Chúng là mắt hay là sâu bọ vậy? Liễu Trần trưởng lão kiến văn quảng bác, song vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy ngọc giữa và Phật đèn, chỉ được nghe các vị tiền bối nhắc thế gian có tồn tại hai thứ như vậy, song tuyệt tích đã lâu. Bản thân các vị tiền bối cũng không hay rõ nội tình bên trong thế nào, vậy nên nội dung truyền đạt lại cũng hết sức có hạn. Lẽ nào bên trong pho tượng Phật đen quả thực có vong hồn chưa siêu thoát? Bằng không sao tượng Phật đen lại giống như có sinh mạng thế? Rồi từ bên trong hơn 100 con mắt của Phật đen bốc ra những dòng khí đen đặc như ngưng kết. Những dòng khí này tụ thành một khối trong căn phòng. Dưới ánh sáng lay lắt của ngọn nến, có thể nhận ra hình dạng của đám khí như một pho tượng Phật đen mờ ảo. Gà gô vừa nôn ra máu, song lúc này thần trí cũng đã hồi phục. Nhìn đám khí khủng khiếp trước mắt, anh cũng như Liễu Trần trưởng lão và cha Thomas đều rất đỗi sững sờ. Những chuyện kỳ lạ quái đản trong cổ mộ xưa này không hiếm. Trong đời trộm mộ, gà gô đã gặp không biết bao chuyện kỳ dị, đến giờ rất khó có sự việc gì khiến anh thấy kỳ lạ. Thế nhưng đám khí đen này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, chẳng bao giờ anh tin được trên đời lại có sự tà mị đến thế. Cha Thomas thấy đây có lẽ là ác ma, liền rút ra một chai nước thánh, mở nắp rồi hất vào đám khói đen. Cuộn khí đen đặc như mực vốn di chuyển rất chậm chạp, thấy có nước hất lại tức khắc nhanh chóng tách ra thành một miệng hố lớn. Nước thánh của cha Thomas hắt ra rồi tọt vào miệng hố chính giữa dòng khí, đổ ụp lên nền đất. Giữa đám khói đen kịt hiện ra một cái lỗ lớn, lại nằm chính giữa tượng Phật, tựa như Phật đèn đang há cái miệng dữ tợn đen ngòm nhằm về phía ba người rú không lên tiếng. Gà gô thấy đám khói đen có vẻ sợ nước thánh của cha Thomas, vội dùng ông ta hắt thêm chút nữa xem sao. Cha Thomas nhún vai nói: "Hết rồi, có mỗi nửa bình đó thôi." Liễu Trần trưởng lão tay lần chàng hạt nói: "Thủ đoạn của hòa thượng Tây cũng khá đấy. Thì ra đám khói tà ma này cũng sợ pháp khí. Xem ra thời khắc đại phá đã qua, ác ma tà đạo không làm gì nổi ta nữa. Hãy xem lão đạp thu phục chúng đây." Nói rồi Liễu Trần trưởng lão bứt đứt chàng hạt trong tay, bắn phủ đầu một loạt Phật châu vào đám khói đen. Nào ngờ lần này đám khói đen đặc quánh dị thường kia lại không hề phản ứng, bị Phật châu bắn trúng mà như không có cảm giác, vẫn tiếp tục từ từ lan về phía trước. Liêu Trần trưởng lão nhổ thầm trong bụng: "Quái dị thật, lẽ nào Phật pháp ta pháp lực vô biên lại không sánh được với thứ nước thánh của Tây? Hay thật là thói đời kiểu gì tôi không biết." Gà gồ thấy Liễu Trần trưởng lão đứng bần thần, vội kéo giật lại. Ba người bị khói đen vây bức, không thể lùi lại phía sau. Nếu đụng phải cái thứ khói đen ngọc giữa và da này, có hai khả năng có thể xảy ra. Một là giống bộ xương trắng kia, da thịt nội tạng bị phân hủy tan thành nước mù, trong giây lát chỉ còn sót lại bộ xương khô. Trường hợp thứ hai, theo như Liễu Trần trưởng lão đã nói, trong đám khói có âm hồn tác quái, người sống chỉ cần chạm vào sẽ liền bị ác ma đèo bám.
Bất kể thế nào thì kết cục cũng rất thê thảm. Phía sau đã là góc tường không còn đường để rút nữa. Nhìn đám khói đen lửng lững lan tới, gà gô biết đã đến bước đường cùng, bèn nói với Liễu Trần trưởng lão: đệ tử hôm nay lụy đến ân sư, dẫu chết trăm lần cũng không chuộc tội được. Liễu Trần trưởng lão đang định nói cho gà cô một số lý lẽ tinh diệu của nhà Phật để tỏ rõ bản thân ông sớm đã vượt qua khỏi vòng sinh tử, bỗng phát hiện đám khói đen đặc phía trước dường như không hướng về phía mình mà đang lan về góc tường nơi đặt ngọn nến. Người phái mô kim có một thứ phản ứng mang tính bản năng đối với nến, thấy vậy liền tự hỏi ngay: vì sao đám khói đen lại lan về phía ngọn nến? Gà gồ cũng đã phát hiện ra điều này. Đám khói đen... Liễu Trần trưởng lão, Trà Thổ Mát và cả gà gồ gần như đồng thanh thốt lên: nến! Lúc mới vào minh điện, gà gồ dùng ống phốt pho gắn lên ô kim cang chiếu sáng. Ánh sáng của ống phốt pho là ánh sáng lạnh, không phát ra nhiệt lượng, cho nên từ lúc bước vào bên trong minh điện cho đến khi phát hiện ra Phật đen và bộ xương người, không hề có biểu hiện gì bất thường. Chỉ khi ba người muốn quay trở ra, cha Thomas đi sau cùng trở thành người đi đầu, ông đã châm cây nến gà cô đưa cho mình lên, rồi một đám khói đen đột ngột bay ra trong địa đạo bên dưới cửa ngọc. Ba người bị đám khói này dồn ép chạy vào trong phòng ghép. Đến khi Liễu Trần trưởng lão thắp nến mở hòm thì pho tượng Phật đen nhiều tay lắm mắt đột nhiên biến đổi, những con mắt trên tượng bỗng hé mở, tuôn ra dòng khí đen đặc quánh. Đúng vậy, chắc chắn là nhiệt độ. Mặc dù không biết nguyên lý thế nào, nhưng đám khói đen này giống như một đàn thiêu thân thèm lửa, đã bị nhiệt độ của ngọn nến hút lấy. Chắc hẳn không khí trong hầm mộ đạt đến một nhiệt độ nhất định, đám khói này mới xuất hiện. Hơn nữa, nhiệt độ giới hạn đó cũng phải đủ cao. Nếu không thắp nến hay đốt đuốc gì đó, đám khói đen ấy căn bản sẽ không thể xuất hiện. Loại khói đen này có vẻ như bình thường đều ở trong trạng thái ngủ. Một khi bị nhiệt độ cao đánh thức, nó sẽ lập tức lan tới tiêu diệt tất cả những mục tiêu nào tỏa ra nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của vật chất trong mộ thất, rồi mới trở lại trạng thái ban đầu. Mục tiêu của đám khói đen quả nhiên là cây nến dưới đất. Đám khói đen đặc quánh có vẻ như vô hình, nhưng thực ra lại là thực chất. Trong chốc lát, ngọn lửa trên đầu cây nến bị đám khói đen nuốt chửng, mộ thất lập tức tối om. Mấy người bọn gà gô thấy tình cảnh này, biết sau khi đám khói đen dập tắt ngọn lửa trên cây nến sẽ lập tức tìm kiếm mục tiêu phát ra nhiệt độ thấp hơn, và chắc chắn đó là ba con người trong căn phòng này. Đến lúc này cả ba người đều đã nhìn ra đám khói đen sẽ tấn công mục tiêu có nhiệt độ cao trước. Để đánh lạc hướng chúng, nhóm gà gô liền đốt sáng thêm mấy cây nến. Quả nhiên đám khói đã bị nhiệt lượng của lửa nến dụ về phía góc tường. Giữa góc tường và cánh cửa xoay liền lộ ra một khoảng trống. Trước khi vào minh điện, ba người đều đã uống một viên hồng liêm rượu tâm hoàn. Loại thuốc này có tác dụng làm hạ nhiệt độ cơ thể, làm chậm nhịp thở, cho nên đám khói đen đang bị thu hút bởi nhiệt độ cao của nến sẽ không dễ dàng phát giác ra sự tồn tại của cả ba cơ thể sống. Gago nhận thấy lúc này có đào đường hầm để thoát ra ngoài thì cũng không kịp nữa, đành men theo vách tường lách qua đám khói đen, chuẩn bị quay ngược trở ra hầm mộ bên ngoài, rồi tìm cách đánh lừa đám khói đen ngoài đó và thoát ra theo lối địa đạo dưới cửa ngọc. Lúc đi ra, Liễu Trần trưởng lão tiện tay cầm lấy miếng long cốt khắc văn tự kỳ lạ trong hòm. Trong rất nhiều ký hiệu kỳ quái khắc trên miếng long cốt ấy, khá nhiều ký hiệu khá giống với mộc trần châu, không chừng mộc trần châu, mật phượng hoàng, cuối cùng hạ lạc nơi đâu phải xem trên miếng long cốt này mới biết được. Hơn nữa, miếng long cốt này được cất giấu kỹ như vậy, nhất định là có giá trị của nó. Lúc này gà gô và cha Thomas đã đẩy chiếc đèn trường minh và chốt mở cơ quan trên tường,
rối rít gọi Liễu Trần trưởng lão nhanh lên. Ông liền dạo bước chạy đến. Bức tường lại một lần nữa dầm dình chuyển động, nhưng xoay được một nửa bỗng dừng phắt lại, dường như đã bị vật gì đó chặn cứng. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.